2022 rồi, Apple đã ra AirPods 3 này, AirPods Pro, thậm chí là Pro 2 luôn rồi các bạn. Vậy thì mua AirPods 2 có còn hợp lý hay không? Hợp lý hay không tùy thuộc sở thích của mọi người nữa nha các bạn. Mà bên Tuấn Mobile đang bán em này với giá khoảng 2.650.000 tại thời điểm mà Toàn làm video. Còn sau này giá có thể thay đổi các bạn. Còn bây giờ chi tiết gì em nói vô video thôi. Ok, đầu tiên tại sao nói về cái phần thiết kế ha các bạn. Các bạn nhìn nè, hoàn toàn không khác biệt gì so với cái phần AirPods 1 luôn các bạn ơi. Có chăng sự khác biệt đến từ cái bản wireless của AirPods 2 này ha các bạn. Cái phần đèn LED ngay đây nè, nó sẽ nằm ngay đây nè. Đó, chỉ là cái sự khác biệt đó thôi. Ngoài ra, cái phần tai nghe các bạn nhìn nè, không hề khác biệt gì nhiều luôn. Nó y chang như là AirPods 1 luôn các bạn ơi. Còn lại thì về cái phần kích thước á, thì hình dáng của AirPods 1 và AirPods 2 đều y chang nhau à. Nếu để tai nghe của AirPods 1 nè vô cái AirPods 2 á, thì đảm bảo các bạn nhìn bằng mắt, nhìn không phân biệt được luôn á. Còn cái điểm nhỏ nhỏ nữa đó chính là chip của AirPods 2 đã được thay đổi thành chip DUB1 thay vì chiếc H1 như trên AirPods 1 ha. Tăng cái thời gian đàm thoại lên 50%, đồng thời cho cái tốc độ kết nối gọi nhanh hơn 1.5 lần. Thì các bạn cũng đã biết rồi ha, trước giờ Apple rất ít khi thay đổi cái thiết kế của họ luôn, chỉ chừng khi nào rất cần thiết thôi. Về cái thời gian sử dụng á thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt so với thế hệ trước ha các bạn. Chúng ta vẫn sẽ có tổng thời lượng nghe nhạc liên tục lên tới 5 tiếng nè, kèm với hộp sạc nữa là sẽ có tổng cộng 24 tiếng ha. Nói về khả năng sạc thì các bạn có thể sạc không dây nè và có sạc có dây luôn, mà chưa kể là còn được trang bị công nghệ sạc nhanh nữa đó. Hồi nãy là phần pin không có gì quá khác biệt so với AirPods 1 ha các bạn. Còn bây giờ về phần tính năng cũng y chang à. AirPods 2 có khả năng chống ồn và xử lý âm thanh bên ngoài một cách tối ưu, nhờ đó mang lại chất lượng âm thanh chân thật và tuyệt vời cho người nghe. Về cái phần thao tác chuyển bài trên em này á thì mình cực kỳ thích luôn nha các bạn. So với những cái AirPods 3 hay AirPods Pro á, các bạn muốn chuyển bài các bạn phải bóp bóp như thế này đúng không? Còn AirPods 2 với AirPods 1 á các bạn chỉ cần 11 11 vậy thôi. Ủa lộn, 1 2 1 2 vậy thôi, rất là đơn giản luôn. Bấm 2 lần tai nghe bên trái hoặc phải thì chúng ta sẽ có các chức năng như là Siri nè, phát tạm dừng bài hát, bài tiếp theo, bài trước đó. Còn về cái phần chất âm á các bạn thì cái dãy âm á nghe nó rất là tách bạch và trong trẻo luôn ha, rất là phù hợp với các bạn thích nghe những cái thể loại nhạc như là bóp nè, ballad hay là thậm chí nghe remix vẫn được luôn, nhưng mà nghe vẫn cứ là ok thôi các bạn. Rồi, vậy là đã giải đáp được cho câu hỏi của các bạn chưa? AirPods 2 năm 2022 vẫn cứ gọi là ok luôn các bạn ơi. Nếu mà các bạn là một người không quá khắt khe về cái âm thanh á thì các bạn mua em này, mà nhớ là nếu mà thích em này thì đến kênh Minh Tuấn Mobile để mua em nói nha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.